Băng Vũ Hỏa vừa lên sóng, diễn xuất của Vương Nhất Bác đã gây chú ý. Băng Vũ Hỏa, bộ phim lấy đề tài cảnh sát được mong chờ đã chính thức lên sóng sau thời gian dài hoãn chiếu. Phim nhanh chóng thu hút được sự chú ý của khán giả, đặc biệt là diễn xuất của nam chính Vương Nhất Bác nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả sau khi xem những tập đầu của phim cho rằng diễn xuất của Vương Nhất Bác trong Băng Vũ Hỏa đã có sự tiến bộ. Nam diễn viên được khen ngợi vì có lối diễn xuất cảm xúc, đài từ tốt, biểu cảm gương mặt cũng đa dạng hơn trước. Cũng không ít khán giả cho rằng diễn xuất của Vương Nhất Bác vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Biểu cảm của anh chàng bị chê bai vì đơ và thiếu linh hoạt. Băng Vũ Hỏa được phát sóng từ ngày 11 tháng 8, có tổng cộng 32 tập, nội dung dựa trên đại án ma túy có thật. Phim tập trung xoáy sâu vào hành trình đấu tranh chống tội phạm, đấu tranh tâm lý khi đứng trước luật pháp, tình bạn, tình yêu, tình tiết thật giả đan xen kích thích sự tò mò của người xem. Bên cạnh sự góp mặt của Trần Hiểu và Vương Nhất Bác với vai trò là diễn viên chính, Băng Vũ Hỏa còn có sự tham gia của các diễn viên khác như Vương Kính Tùng, Lưu Dịch Quân, Triệu Chiêu Nghi, Trương Chí Kiên. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!